Xin kính chào quý thầy cô giáo, kính chào các bậc cha mẹ học sinh. Tôi là Trần Thị Hiền Lương, thay mặt đội ngũ tác giả, xin trân trọng giới thiệu tới quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh về sách giáo khoa tiếng Việt 4, bộ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách tiếng Việt 4 tiếp tục triển khai ý tưởng chung của bộ sách về cách thiết kế nội dung kiến thức, về cách thức rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới của cấp tiểu học, đó là lớp 4 năm. Sách đã lựa chọn một cái phương án dạy học kiến thức mới, nhất là kiến thức về từ và câu, một cách đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm nhận thức và khả năng tiếp nhận của học sinh lớp 4. Đồng thời, có sự tiếp nối nhịp nhàng, logic với các kiến thức các em đã được học ở lớp 2 và lớp 3. Sách tiếp tục đảm bảo các nguyên tắc được đặt ra từ đầu, đó là thứ nhất, chú trọng tạo ra sự mới mẻ, hiện đại ở cả nội dung và hình thức trình bày, trên cơ sở kế thừa những điểm ưu việt của các sách tiếng Việt trước đây. Thứ hai, sách phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, giúp các em học môn tiếng Việt cảm thấy thú vị và bổ ích. Thứ ba, tạo cơ hội để phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học của học sinh một cách hiệu quả, đúng với mục tiêu yêu cầu của chương trình môn tiếng Việt 2018. Ý tưởng này được thể hiện qua từng trang sách của môn tiếng Việt. Trước hết chúng ta sẽ thấy trang bìa của cuốn sách. Ở hai tập sách, hình ảnh trên trang bìa đã hướng các em có một nhận thức mới về nội dung và phương pháp phương tiện học tập môn tiếng Việt. Cụ thể là nội dung học tập trong sách sẽ giúp các em mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh, có nhiều cơ hội vận dụng những hiểu biết đó vào cuộc sống. Về phương pháp học tập, sẽ chú ý đến việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, có sự kết hợp nhịp nhàng giữa học cá nhân và học nhóm, giữa học trên lớp và học ở nhà, giữa học trong lớp và học ngoài lớp. Về phương tiện đồ dùng học tập thì phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện dạy học ở nhiều vùng miền khác nhau. Thứ hai, điểm mới của sách được thể hiện ở hệ thống chủ điểm. Các chủ điểm của sách tiếng Việt 4 tạo được dấu ấn đặc trưng cho giai đoạn học tập mới ở cấp tiểu học, giai đoạn lớp 4 năm. Tập 1 có 4 chủ điểm. Chủ điểm thứ nhất, mỗi người một vẻ. Chủ điểm thứ hai, trải nghiệm và khám phá. Chủ điểm thứ ba, niềm vui sáng tạo. Chủ điểm thứ tư, chắp cánh ước mơ. Các chủ điểm ở tập 1 gắn với đời sống phong phú của chính học sinh, từ ý thức về đặc điểm, cá tính của bản thân học sinh trong sự phân biệt với bạn bè xung quanh, cảm nhận vẻ đẹp riêng của mỗi người, đến niềm vui trải nghiệm khám phá, sáng tạo và ước mơ làm được những điều tốt đẹp. Tập 2 cũng có 4 chủ điểm. Sống đầy yêu thương, uống nước nhớ nguồn, quê hương trong tôi vì một thế giới bình yên. Các chủ điểm ở tập 2 được phát triển dần sang những phạm vi khác của đời sống, giúp các em có thêm hiểu biết, mở rộng những trải nghiệm, học được những bài học về tình yêu thương, về lòng biết ơn, bồi đắp cho các em những cảm xúc trong sáng về quê hương, đất nước và đến với một thế giới rộng mở, biết mong muốn, mong ước về một thế giới bình yên, tươi đẹp cho hành tinh của chúng ta. Ngoài các bài học ở 8 chủ điểm nêu trên, mỗi tập sách đều có những tuần ôn giữa kỳ và ôn cuối kỳ kèm theo những đề kiểm tra tham khảo tiếp cận với hướng đánh giá năng lực. Giáo viên có thể dựa vào những đề tham khảo đó để thiết kế đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ cho học sinh của mình một cách linh hoạt tùy theo điều kiện dạy học thực tế của mỗi địa phương và mỗi nhà trường. Điểm mới thứ 3 thể hiện ở cách cấu trúc và nội dung các bài học. Cấu trúc bài học trong sách tiếng Việt 4 nhìn chung vẫn thống nhất với cấu trúc sách tiếng Việt lớp 2 và lớp 3 của bộ kết nối tri thức với cuộc sống, song có những điểm đổi mới theo quy định của chương trình tiếng Việt lớp 4. Chẳng hạn, sách lớp 4 sẽ không có nội dung viết chính tả, không có nội dung làm bài tập chính tả, không có nội dung luyện viết chữ hoa, nhưng lại có những yêu cầu mới về kiến thức tiếng Việt và kỹ năng ngôn ngữ. Mỗi tuần, trong sách tiếng Việt 4 sẽ có 2 bài học lớn. Bài thứ nhất học trong 3 tiết, bài thứ hai học trong 4 tiết. Ở bài học thứ nhất thì tiết 1 là hoạt động đọc, tiết 2 là luyện từ và câu và tiết 3 là hoạt động viết đoạn văn bài văn.
Ở bài học thứ hai được học trong 4 tiết. Tiết 1, tiết 2 dành cho đọc sẽ gồm có đọc văn bản và luyện tập về từ và câu gắn với văn bản đọc đó. Tiết thứ 3 dành cho viết. Tiết thứ 4 dành cho nói và nghe hoặc đọc mở rộng. Đọc mở rộng cùng với nói và nghe sẽ luân phiên nhau ở các tuần kế tiếp. Việc phân bố thời gian như vậy đáp ứng được cái tỷ lệ về thời gian dành cho các hoạt động đọc viết nói nghe theo quy định của chương trình. Nội dung học tập được thiết kế theo hướng phát huy sáng tạo của học sinh, giúp các em có nhiều cơ hội để phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học, gồm có năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học. Tôi xin nêu một số ví dụ. Thứ nhất là ở nội dung dạy đọc, thì sách có nhiều văn bản mới mẻ, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của học sinh lớp 4. Hầu hết các nhân vật chính, chủ thể chia sẻ cảm xúc suy nghĩ ở trong các bài học đều là trẻ em. Câu hỏi đọc hiểu được thiết kế đa dạng theo mức độ yêu cầu đọc hiểu cao hơn so với lớp 2 và lớp 3. Tỷ lệ câu hỏi đòi hỏi khả năng suy luận tăng lên so với lớp 3. Câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo 4 phương án lựa chọn giống với hình thức trắc nghiệm khách quan ở các cấp học trên, tạo điều kiện để học sinh phát triển năng lực đọc hiểu và năng lực tư duy. Trong các bài học có nhiều câu hỏi đọc hiểu, phát huy trải nghiệm riêng, cảm nhận riêng, sự sáng tạo riêng của học sinh. Ở bài đọc Bầu trời mùa thu có các câu hỏi đọc hiểu như: Câu hỏi 1: Các bạn học sinh được thầy giáo giao cho nhiệm vụ gì? Câu hỏi 2: Em có nhận xét gì về cách tả bầu trời của các bạn nhỏ trong những câu văn dưới đây? Bầu trời được rửa mặt sau cơn mưa. Bầu trời dịu dàng. Bầu trời buồn bã. Bầu trời trầm ngâm. Nó nhớ đến tiếng hót của bầy chim sơn ca. Bầu trời ghé sát mặt đất. Bầu trời cúi xuống lắng nghe để tìm xem chim én đang ở trong bụi cây hay ở nơi nào. Nhìn vào hệ thống câu hỏi đọc hiểu ở các bài đọc, sẽ thấy sách chú trọng khích lệ học sinh bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học của mình. Còn ở nội dung dạy viết, hoạt động viết ở lớp 4 vẫn tiếp tục duy trì quan điểm học sinh được thực hành nhiều, song không gây áp lực với các em, vì sách hướng dẫn rất cụ thể, có nhiều cách hỗ trợ hiệu quả và phân bổ thời gian phù hợp. Trong dạy viết các kiểu đoạn văn, bài văn, sách rất chú trọng rèn cho học sinh nắm vững quy trình viết, cũng chính là rèn cho các em phương pháp học, phương pháp làm việc, phương pháp tư duy. Với mỗi kiểu bài viết ở lớp 4, học sinh đều được luyện tập theo các bước cơ bản sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu kiểu bài viết. Thứ hai, tìm ý và lập dàn ý. Thứ ba, thực hành viết đoạn, viết bài. Thứ tư, chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết. Và thứ năm, nghe thầy cô giáo nhận xét đánh giá thông qua các tiết trả bài. Đối với một số kiểu bài đặc thù như là kiểu bài miêu tả con vật hay là miêu tả cây cối thì có thêm bước luyện tập quan sát đối tượng được miêu tả. Còn ở nội dung dạy nói và nghe thì hoạt động nói và nghe được thực hành với các hình thức phong phú đáp ứng yêu cầu của chương trình tiếng Việt lớp 4. Thứ nhất, các em được nói và nghe theo chủ điểm. Thứ hai, các em được thuật lại một sự việc đã tham gia. Thứ ba, các em được nghe và kể lại câu chuyện đã nghe. Ngoài ra, còn một số hoạt động khác như là các em phải biết trình bày lý lẽ, củng cố cho một ý kiến hoặc một nhận định về một vấn đề gần gũi với đời sống, hoặc là thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm hoặc một nhiệm vụ mà nhóm lớp phải thực hiện. Đây chính là yêu cầu mới của chương trình lớp 4. Bên cạnh nội dung học đọc, học viết thì các tiết nói và nghe này mang đến cho các em những giờ học lý thú vì việc học rất gần gũi với hoạt động giao tiếp hàng ngày. Ở nội dung dạy học kiến thức về từ và câu có nhiều điểm đổi mới. Các bài tập được thiết kế theo cách mới mẻ, đa dạng, sinh động. Các nội dung kiến thức về từ, danh từ, động từ, tính từ. Về câu, khái niệm câu, hai thành phần chính của câu, bộ phận trạng ngữ của câu, sử dụng dấu câu, được sắp xếp và giải thích hợp lý, dễ tiếp nhận. Đây là kết quả của quá trình ấp ủ, suy ngẫm và tranh luận của nhóm tác giả, với mong muốn mang đến cho học sinh những giờ học về kiến thức tiếng Việt nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Các em huy động được các kiến thức về từ và câu đã học từ lớp 2, lớp 3 và những kinh nghiệm sử dụng tiếng Việt của mình trong đời sống hàng ngày để tiếp nhận và thực hành kiến thức mới. Với cách thiết kế nội dung dạy học luyện từ và câu như vậy, hy vọng tiếng Việt 4 sẽ giúp học sinh cảm thấy hứng thú, thuận lợi khi tiếp nhận và vận dụng kiến thức vào cuộc sống, có nhiều cơ hội để phát triển năng lực ngôn ngữ và tư duy. Sách tiếng Việt 4 có hệ thống tranh ảnh đẹp, hình ảnh ngộ nghĩnh, sắc màu tươi sáng, thể hiện tâm huyết và tình yêu của các họa sĩ dành cho các em học sinh. Hy vọng cùng với nội dung các bài học, tranh ảnh trong sách sẽ tạo niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em phát triển cảm xúc, trí tưởng tượng, khả năng sử dụng ngôn ngữ và tư duy. Cùng với sách giáo khoa tiếng Việt 4, bộ sách còn có sách giáo viên, sách bài tập được sử dụng theo nhu cầu của giáo viên và học sinh. Cuối cùng, xin gửi để đến các thầy cô giáo, các vị phụ huynh, thông điệp của bộ sách tiếng Việt 4 vẫn thống nhất với quan điểm chung của bộ sách là kết nối tri thức với cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, yêu mến của các quý thầy cô, các bậc cha mẹ học sinh cùng các em học sinh đã dành cho sách tiếng Việt, bộ kết nối tri thức với cuộc sống trong những năm học vừa qua. Chúng tôi xin cam kết sẽ đồng hành cùng các quý thầy cô, các em học sinh trong quá trình dạy học theo sách giáo khoa tiếng Việt 4 thuộc bộ sách này. Xin trân trọng cảm ơn.